Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra một số dự án công trình quan trọng tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự 12 giờ của Đài Truyền hình Việt Nam. Trong chương trình công tác tại tỉnh Kiên Giang, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra một số dự án công trình quan trọng tại thành phố Phú Quốc. Đến thăm, kiểm tra công trường xây dựng tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Phú Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị cán bộ công nhân làm 3 ca, 4 kíp, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, vệ sinh môi trường và chú ý xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý dự án phải đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn. Các dự án thành phần, hạng mục phải phối hợp chặt chẽ để hoàn thành công trình đúng dịp 30 tháng 4 năm nay. Tiếp đó, Thủ tướng đã đến thị sát dự án Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, có tổng mức đầu tư gần 1.645 tỷ đồng. Hiện các hạng mục cầu dẫn, cầu bến chính và đê chắn sóng do Binh đoàn 12 là nhà thầu thi công đã hoàn thành, chuẩn bị đưa vào sử dụng. Thủ tướng yêu cầu Phú Quốc nghiên cứu phương án quản lý, vận hành, khai thác cảng phù hợp và hiệu quả nhất. Tiếp tục xã hội hóa, kêu gọi đầu tư ở một số hạng mục khác, quy hoạch khu vực xung quanh cảng, phục vụ cho thương mại, sản xuất kinh doanh để tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho người dân. Tiếp đó, Thủ tướng đã đến thị sát khu vực tập kết rác thải tạm thời của thành phố Phú Quốc. Hiện thành phố đã có nhà máy đốt rác với công suất 200 tấn một ngày đêm và nước thải đang được xử lý cục bộ, phục vụ hơn 200.000 dân và hơn 5 triệu lượt du khách mỗi năm. Nhấn mạnh, việc xử lý rác thải, nước thải, bảo vệ môi trường là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp bách với Phú Quốc để phát triển bền vững, lâu dài. Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Kiên Giang nghiên cứu đầu tư nhà máy xử lý nước thải tập trung. Còn về lâu dài, phải nghiên cứu đầu tư nhà máy điện rác, xử lý rác phải khép kín để đáp ứng kinh tế tuần hoàn. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra tại Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc, thị sát hồ chứa nước ngọt Dương Đông và thăm vườn thú Safari để tìm hiểu tình hình, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về vấn đề hạ tầng, nguồn nhân lực y tế, nguồn nước ngọt, bảo vệ đa dạng sinh học, môi trường sinh thái, phục vụ người dân trên đảo và du khách.